Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di trú và cuộc sống Mỹ. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một căn nhà mà vợ chồng mình vừa mới mua được, mua giùm một người thân thôi các bạn, có một cái giá rất là đặc biệt. Và trong tình hình hiện nay khi mà nhà đất ở khắp nước Mỹ tất cả đều đang rất là hot và giá thì thường thường là người ta phải mua overprice luôn, nhưng mà riêng đối với căn nhà này thì vợ chồng mình chẳng những là không phải mua overprice, cũng không phải mua cái giá mà người ta đưa ra, mà vợ chồng mình còn mua được với một cái mức giá rẻ hơn cái mức giá mà người ta đưa ra ban đầu nữa các bạn. Thì mời các bạn xem nhà trước rồi sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn biết là vì sao vợ chồng mình mua được căn nhà này với một cái giá ưu đãi như vậy. Ok các bạn, đây là đoạn đường mà chúng ta đi vào căn nhà đó. Thì căn nhà này nó ở thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Ok, bây giờ chúng ta đến nhà rồi, mời các bạn cùng mình xem nhà nha. Nhà này được xây dựng vào năm 2000 các bạn, cho đến bây giờ là 21 năm rồi, nhưng mà do người ta sử dụng kỹ đó nên còn rất là mới. Căn nhà này mình mua được của chủ sở hữu là một người Mỹ trắng. Thì trước đây mình đi mua những căn nhà khác khi mà mình nghe nói là chủ sở hữu là người Ấn Độ hoặc là người Việt Nam thì mình nói thật sự là không thích cho lắm, vì người Ấn Độ thì khi mà họ nấu nướng họ có những cái mùi đặc trưng của họ, ví dụ như mùi cà ri ha, còn người Việt Nam thì thường sử dụng những gia vị nước mắm, mắm tôm đồ vân vân đó các bạn, thì lâu ngày vài tháng thì do người ta clean up như thế nào đó không sạch sẽ thì nó cũng lưu lại những cái mùi như vậy, mình không thích cho lắm. Còn nhà của người Mỹ trắng họ ở thì họ giữ gìn tương đối là cẩn thận hơn, và nói chung thì người Mỹ như các bạn cũng biết là họ nấu nướng những cái gia vị rất là simple ha, đơn giản thôi, nên nhà không có nhiều mùi lắm. Và các bạn thấy rằng khi mà người ta dọn ra khỏi nhà đó thì họ đã clean up nhà rất là sạch sẽ rồi, nên khi mình vô mình cũng không phải clean up gì nhiều hết. Nhà này có diện tích là 2.200 square feet và có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Ok, bây giờ mời các bạn cùng đi một vòng để tham quan nhà. Trước khi mà mình kể câu chuyện là mình mua được căn nhà này như thế nào với một cái giá rất là rẻ cho các bạn nghe ha.
Như các bạn cũng biết là trong thời gian gần đây thì những người ở những tiểu bang khác đang đổ về Texas rất là nhiều, và đặc biệt là họ chọn những thành phố lớn để sống, ví dụ như là Austin là capital của Texas, Houston là một thành phố lớn và có đông người Việt sinh sống, Dallas cũng vậy các bạn, Dallas là nơi người ta thường chọn lựa khi mà người ta mua từ tiểu bang khác về Texas để sinh sống. Thì trong tình hình như vậy, nhà cửa ở Texas nói riêng và ở những tiểu bang khác nói chung đang ở trong tình trạng là cung không đủ cầu, mặc dù người ta xây dựng rất là nhiều nhưng mà người ta vẫn không đủ để bán các bạn. Và tình hình hiện nay thì khách hàng thường thích đi mua những căn nhà cũ hơn là những căn nhà mới xây dựng, tại vì những căn nhà mới xây dựng trong tình hình hiện nay có giá khá là cao. Thứ nhất là vì vật tư xây dựng mắc, thứ hai là nhân công cũng mắc nữa. Và thường thì họ xây mà nhiều và nhanh như vậy thì người ta nghi ngờ về chất lượng của căn nhà mới xây trong thời gian hiện nay. Do đó thì họ thường chọn những căn nhà cũ. Riêng mình thì mình nghĩ là nếu chúng ta đi chọn mua những căn nhà cũ thì cũng đừng nên chọn mua những căn nhà quá cũ, ví dụ như là 30, 40 năm, 50 năm gì đó ha, thì nó quá cũ rồi. Nếu mà như vậy thì khi mà chúng ta muốn sửa hay là xây dựng thêm gì đó thì sẽ tốn rất là nhiều công sức để đi tìm, tại vì những cái vật liệu thời đó đến bây giờ cũng rất là khó tìm các bạn, nhiều thứ nó không còn nữa. Và những căn nhà cũ thì thường hay hư cái này hư cái kia ha, do đó chúng ta phải bỏ công rất là nhiều. Còn những căn nhà ví dụ như căn nhà này xây dựng vào năm 2000 thì bây giờ là 21 năm, 21 năm nhưng mà người ta giữ gìn rất là mới các bạn. Và căn nhà này thì khi mà mình mua, cái mà mình e ngại là mình sắp sửa phải bỏ tiền ra để thay cái máy lạnh thôi, vì máy lạnh nếu mà xài lâu quá rồi, trên 15 năm như vậy rồi thì mình phải thay mới thôi các bạn, mình mới đảm bảo được là nó sẽ hoạt động tốt ha. Ok, bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện mà vợ chồng mình đi mua căn nhà này và vì sao lại mua được cái giá ưu đãi. Thì lúc đầu căn nhà này họ không có đưa lên Zillow các bạn, không có đưa lên một cái website nào để bán hết. Do đó thì cũng ít người biết đến ha. Và chồng mình vô tình tìm được thông tin là căn nhà này họ bán, tại vì cũng gần chỗ mình ở. Do đó thì liên hệ trực tiếp với lại chủ nhà và họ đưa ra cái giá là 324.000 cho căn nhà này. Thì chồng mình lúc đó vẫn chưa có lấy hẹn để coi hay chưa làm gì hết, mà lúc đó thì cái người chủ nhà này họ cũng thông báo cho mình biết rằng là đang có một số người cũng muốn mua. Do đó thì nếu mà mình mua thì mình phải mua nhanh chóng, nếu không họ sẽ bán cho người khác. Và khi đó thì gia đình cũng quyết định là sẽ mua căn nhà này ha, xem tới xem lui chọn lựa nhiều nơi và thấy rằng căn nhà này rất là ok nên quyết định mua. Và cái ưu tiên, cái ưu đãi mà họ dành cho mình là vì hai lý do. Thứ nhất là gia đình mình trả bằng tiền mặt ha, trả cash cho họ. Ok, thì họ thích cái việc như vậy. Rồi thứ hai nữa là mình bỏ xuống một số tiền để coi như là tiền cọc vậy đó các bạn. Nếu mà mình không mua thì mình sẽ mất cái số tiền này. Và cái số tiền này thì nói ra thì các bạn có lẽ là khá là ngạc nhiên, vì người ta đi mua nhà thì rất ít người, hoặc là có thể là không có ai mua cái kiểu như vậy hết. Nhưng mà mình muốn là mình mua cho bằng được căn nhà này. Trong tình hình giá như cả như hiện nay, nhà cửa như hiện nay thì khi mà quyết định mua rồi thì bạn có thể là phải làm cái phương pháp giống như là chồng mình làm thôi, đó là bỏ xuống 100.000 để xem như là cọc vậy đó các bạn, và nói với cái người chủ nhà là nếu mà mình không mua căn nhà này thì xem như là mình mất tiền cọc đó. Họ có quyền lấy cái tiền cọc đó và họ chỉ bán cho mình căn nhà này, và mọi cái giấy tờ tất cả là chồng mình lo hết ha, họ không phải cần phải bận tâm gì hết. Đồng thời thêm một cái yếu tố nhỏ nữa là sau khi mà mua rồi đó thì mình cho họ ở căn nhà này thêm 2 tuần lễ nữa, có nghĩa rằng họ trong quá trình họ đang chuyển đi đó các bạn, thì người ta cần thêm 2 tuần lễ để người ta có thể dọn đi được. Do đó thì mình cũng rộng rãi thời gian cho họ ha, cho họ coi như là ở free
À, tại vì lúc đó là nhà là mình đã mua rồi, thuộc sở hữu của mình rồi, thì mình cho họ free thêm 2 tuần lễ nữa. À, tất cả những cái điều kiện mình đưa ra như vậy, và sau đó thì có nhiều người cũng đến mua lắm các bạn, nhưng mà cái người chủ nhà này họ phân vân chọn lựa, và sau cùng thì họ chọn và họ quyết định là họ sẽ bán cho chồng mình ha, với một cái giá là 297.000. À, bán thấp hơn cái giá mà lúc đầu họ kêu luôn các bạn, 324.000 ha. Họ bán cái giá cho mình 297.000, và để họ có được những cái điều kiện từ phía mình, đồng thời là họ có cảm giác là mình rất là thân thiện và mình mua bán nhanh chóng với họ. Những cái yếu tố như vậy cũng dẫn đến cái quyết định là họ sẽ bán cho mình, thay vì bán cho người khác họ sẽ thêm được mấy chục ngàn nữa. À, đây cũng là một sự lucky của người đi mua như chồng mình, và đồng thời đó cũng là một cái tài nhỏ của chồng mình ha, để mua được căn nhà như vậy. À, và cái câu chuyện về mua cái căn nhà này như vậy á, thì có rất nhiều người đang bán tín bán nghi về cái giá mà vợ chồng mình mua được căn nhà này, nhưng thực sự là như vậy các bạn. À, căn nhà này mình mua được với một cái giá thấp hơn cái giá kêu bán ban đầu. Giá kêu bán ban đầu là 324.000, và chồng mình đã mua được căn nhà này giúp một người thân trong gia đình với giá 297.000. À, trong thời điểm hiện nay và ngay tại thành phố Grand Prairie, thuộc Dallas, Texas ha, các bạn rất là khó để tìm được một cái căn nhà như vậy mà với cái giá 297.000, giống như là chồng mình đã mua được. Và hiện tại thì ngay trong cái khu vực xung quanh cái căn nhà này luôn các bạn, tất cả những căn nhà ở trong cái khu đó luôn, đa thành phần là họ bán trên 300 ngàn không mà các bạn, từ 300 ngàn cho đến 400 ngàn trong cái khu đó ha, tùy theo là nhà diện tích bao nhiêu, một tầng hay 2 tầng. Những cái nhà một tầng như vậy thì đa số họ cũng bán 300 mấy không mà các bạn, không có cái giá dưới 300 như vậy. Và một lần nữa mình, mặc dù là mình không phải mua cho mình, nhưng mà mình cảm thấy là rất là vui dùng cho cái người thân mà chồng mình đã mua dùng cho căn nhà này được. Ok, mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm một cái chút kinh nghiệm nào đó khi đi mua nhà, giống như là chồng mình vậy đó. Kinh nghiệm chẳng qua là các bạn làm cho cả người bán lẫn người mua đều hài lòng với cái quyết định của mình mà thôi. Các bạn thân thiện, các bạn mua bán nhanh chóng, và các bạn đưa ra một số ưu đãi nào đó cho người bán ha, ưu đãi về thời gian, ưu đãi về cách thức chuyển tiền, vân 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 ha. Tất cả mọi cái, những cái nhỏ nhỏ đó sẽ làm cho người bán họ dễ có thiện cảm với bạn hơn, và họ sẽ quyết định chọn bạn thay vì là họ chọn bán cho một người mua khác. Có thể rằng khi mà họ bán cho một người mua khác, họ sẽ lời hơn, họ sẽ có được số tiền cao hơn, nhưng mà họ lại chọn bạn vì cách thức mua bán của bạn thế thôi, chứ không phải là vì mình mua bằng cash ha, hoặc là mình bỏ tiền cọc xuống nhiều. Tiền cọc đâu có nghĩa gì đâu các bạn, tiền cọc chỉ có nghĩa là mình chắc chắn mình mua căn nhà đó thôi, chứ không có nghĩa gì hết. Do đó thì mình nghĩ rằng cái yếu tố quyết định quan trọng nhất là cái thiện cảm giữa người bán với người mua, cách thức mua bán nhanh chóng ha, giữa người bán với người mua làm cho họ tin tưởng bạn và họ quyết định chọn bạn thế thôi. Ok các bạn, video này rất là ngắn và mình đã chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các bạn nào đang đi mua nhà trong thời điểm hiện nay, trong thời điểm mà nhà cửa cả nước Mỹ đang rất là hot. Mình hy vọng rằng những bạn nào đang muốn đi mua nhà sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn, mua được ngôi nhà mà mình thật sự thích, và những bạn nào đang muốn bán nhà trong thời điểm này thì cũng sẽ tìm được những khách hàng ưng ý cho mình. Ok các bạn, mình dừng chương trình ở đây. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.